thế kỷ 13, vó ngựa quân Nguyên hung bạo chinh phạt khắp lục địa Á Âu. Nhưng đội quân bách chiến bách thắng đó đã bị kìm chân, bị chôn vùi uy danh trước quân dân Đại Việt. Ba lần chiến thắng quân Nguyên là kỳ tích có 102 trong lịch sử loài người, là trang sử phi thường của hào khí Đông A người sáng. Tạo nên kỳ tích đó chính là tinh thần đoàn kết của dân tộc qua hội nghị Diên Hồng, là sự anh dũng vô song, khí phách anh hùng của tướng sĩ nhà Trần, và trên hết uy đức chói ngời của Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Đặc biệt, đức vua Trần Nhân Tông với câu chuyện bao dung vô tiền khoáng hậu khi tha tội cho những kẻ phản trắc để yên lòng dân, đã cảm ứng cả đất trời, hội tụ được sức mạnh của dân tộc. Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức cùng đánh giặc. Đất nước thanh bình, ngài xuất gia tu hành chứng đạo, chống gậy trúc huyễn du hóa độ lân bang. Vua chiêm thành, lòng thành kính ngưỡng, xin dâng hai châu Ổ Lý, mở rộng bờ cõi Đại Việt về phương Nam. Đức độ sáng ngời của hai đấng minh quân được Thái Phó Trường Hán Siêu khẳng định qua bốn câu thơ trong Áng Thiên Cổ Hùng Văn Bạch Đằng Giản Phú. Anh minh hai vị thánh quân, sống đây rửa sạch mấy lần giáp binh, giặc tan muôn của Thái Bình, bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao. Trời lớn vang dậy kinh hoàng, tàn ác có ngựa quân Nguyên. Hy sinh bỏ xương nghìn đời dâng cho quê hương mến thương. Muôn đời sẽ muôn đời sau con cháu tiên trần theo lệnh vua vào lớp lễ đường theo cờ bay cùng kiếm sát trung dương, ai ai cũng là anh hùng, nơi đâu cũng làm chiến công. Dựng sông núi cao đầy quân, chiều dân sông lên ngày trông. Trường xưa vui ngày quân cơ, hàng đồng xóa sạch giặc thù.
xuống thì đời dâng cho quê hương nên thương. Muôn lời reo, nói xin hồng. Muôn đời sau, con cháu tiên trào. Theo lệnh quốc, bao đớn lên đường. Theo cờ bay, cùng kiếm xa trường.
đời khi ta nghe câu thơ xưa những trang sách vàng, lòng ta như bay lên trên quê hương cất lời hát vang. Tình yêu trời mênh mông trong con tim đất trời mây gió.